nani nani, fat punani nani, that tsunami nami, that tsunami nami, fat punani nani, fat punani nani, that tsunami nami, that tsunami nami. Put up with my shit, need a chick ho. Look better than her pics, need a chick ho. Could take the whole dick, I don't wanna call you. Có bạn nào không tự tin ngày hôm nay không? Nếu các bạn không tự tin ngày hôm nay, các bạn có thể bước ra cho buổi cho học thêm tiếp. Hoặc các bạn khi nào các bạn tự tin rồi các bạn bước vào phần thi. Ok. Rồi phần thi của mình là bài hôm nay mình sẽ thi bài là freestyle, bài cách kéo. Rồi thời gian của các bạn là 1 tiếng 15 phút. À, các bạn cắt thì sư phụ và thầy Tuấn Anh sẽ đi hỏi lý thuyết về các bạn. Từng bài một nhé. Rồi bắt đầu. Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Thầy con đi từ đầu đến nhọn. Thích thầy con đi ở dưới điểm nhọn tầm 1 xăng hoặc là 2 xăng. Rồi. Lê lên các xong. Dạ, Lê con chuyên ngôn 19, trong đó trong ngôn 19. Dạ, và có tốt lên trận xung quanh và từ trước ra sau. Mỗi giọng khác con nghe cũng ngọt. Sao bác chia trẻ? Dạ, sao bác chia trẻ chuyên ngôn 28 thì trong đó thấp. Ảm thật bắt xuống lên trận xung quanh, bắt mới dọc làm trận mạnh mới ngang chắc. Còn mấy 9 giờ không mấy phụ. Bộ mà đo. Mà đo chuyên ngôn 28 thì trong đó thật cắt kéo từ khách. Lấy tận trận từ trước ra sau, càng về sau càng ngắn bắt mới dọc khách. Sấy sao? Dạ, sấy phòng đổi về sau. Khác anh được cách gì? Dạ, khác anh cách là anh được cách sấy qua một bên. Rồi, ok. Even when it's bad, can't be out here giving up my pussy cause you mad. You showed it down. Đó, cái phần độ dài của máy gắn về phía sau. Phía sau thì bắt mũi kêu. Con đang nói bài gì á? Dạ. Nói bài gì là các mũi kêu? Cái phần phía sau. Gắn xuống phần phía sau. Rồi, sấy sao? Rồi, mà đó thì sấy phần cao phía sau. Môi cần cách sao? Dạ, môi cần thì chia nôi 28 biết phải hoặc là 2 phẩy tùy khách. Còn phần trên thì phần máy cách ngắn khoảng tầm tầm này 3 phần và phần mặt hơn. Cách được kiểu tóc freestyle là phải dùng bằng blade hay là dùng cố lắm mà dùng dầu hoặc là blade dầu các em pha vào, đừng có dùng nước, phải không? Nước nó bị nặng, nó bị chẹt xuống, cái độ phồng bồng bềnh nó không có. Hiểu không? Thầy giải thích ở lớp nhiều cái phần này lắm rồi mà bây giờ các em cứ quên cái phần này, các em giật nước vô cái là nó bị nặng, nó phải chẹt chèm đẹp xuống nè. Mình phải để cho nó khô, hoặc cái phần thậm chí là cái phần freestyle này là chỉ có sấy đẹp rồi, rồi các em có thể dùng chút xíu dầu dưỡng rồi vuốt thôi, nó không ra sở rồi. Do cái kỹ thuật sấy và cái cách chuốt làm mềm của các em nó tạo sở hay không ở chỗ đó, chứ không cần phải vô hóa chất, vô format, vô play, vô dầu, vô nước gì đó, nó mới đẹp. Không phải, do kỹ thuật sấy phần chính, rồi tiếp đến là cái phần làm mềm. Em là tạm ổn nha. Lâm Thanh Hoa. Rồi, các bạn đang nghỉ ngơi ăn cơm ha, 1 giờ của mình vô quay. Thì chào mọi người nha, bây giờ mình bắt đầu là phần 2 là mình sẽ thi test phay. Thời gian test phay của mình là 45 phút. Các bạn cố gắng thực hiện thật tốt nha. Vừa rồi là các bạn là dớt mấy bạn rồi đó. Nên đợt này mà các bạn mà tại sao không có dớt nữa. Đợt này các bạn mà nằm trong cái danh sách dớt hôm nãy á, mà yếu là sẽ bị rớt. Còn các bạn nãy giờ ba bạn mà thuộc khen á, tốt á, cố gắng cái bạn này tốt thì các bạn sẽ được đi làm sớm. Các bạn nào mà hiện tại cái sư phụ nói là về vũ trí á, về không đồng á mới làm vũ trí thì sư phụ nói vậy thôi. Còn các bạn đang đi trải nghiệm ở ngoài
một thời gian đó, thì cảm thấy tay nghề mình ổn rồi thì cứ nhắn tin riêng cho chú Vũ nha, thì chú Vũ sẽ coi coi cái sự lý lịch mình, sự lý lịch của mình là sao, sự lý lịch của mình á là cái Facebook của mình á, khi chú Vũ vào trong đó chú Vũ coi tác phẩm của các bạn có trong đó, các bạn làm, các bạn up bài trong đó, coi được các tác phẩm của bạn như thế nào. Tại các bạn ở xa mà không có ở không đồng nên chú Vũ không có thể nào kiểm soát được tay nghề của các bạn, nên các bạn có đi làm xa thì các bạn phải cố gắng up bài thường xuyên. Hiện tại giống như là bạn Nghĩa vậy đó, bạn Nghĩa đang làm bên không đồng làm rất tốt, cứ ngày nào cũng có bài up hình nên chú Vũ kiểm soát được tay nghề của bạn đó, kiểm soát tay nghề của bạn đó, thì lúc đó chú Vũ mời về làm thôi. Cho mọi người thấy là mình tự ti như vậy lên sao được, mình đi làm cái này lúc nào mình phải đưa gương mặt mình lên để cho mọi người thấy được mình. Rồi phần thực hiện của mình là 45 phút nhá. Trong thời gian này thì Vũ sẽ đi hỏi các bạn vài điều. Ok, giờ là 1:20 rồi, bắt đầu. 1:20. Anh hết số 2 đi cho nó an toàn. Play me, I'm a player back. Yeah, hopping on my like a jumbo jet. I'ma pay for it, now I'm like a flat. I invest in you, I'ma get the money back. You know I got the Midas touch. Ta da da. I know you wanna fuck a rap. Các bạn đứng công như vậy rồi năm này qua năm khác rồi coi, các bạn sẽ bị méo lưng luôn á. Mình làm sao cố gắng, mình phải xuống tấn thôi, giống như mình học võ vậy đó, mình phải tập tấn, lưng phải thẳng. Tấn Linh, Tấn Linh phải không? Và con là gì? Thanh Hoa. Đây là Thanh Hoa đúng rồi. Ok. Chí Cường đúng không? Đây chú Vũ nói cho các bạn nghe về tác phẩm Fay. Không phải, tác phẩm Fay của mình á, khi mình Fay á, mình phải có cái độ chuyển màu. Thì ở đây là nó tạo ra được con đứng này, con bị hai màu, con ra đây. Đây là trắng và đen, nó không có độ chuyển màu ở giữa. Nó không có độ chuyển màu ở giữa này là không đạt, thấy không? Do các bạn cố gắng làm sao chuyển màu, nó phải có độ chuyển màu, có độ chuyển màu từ trắng lên mờ xám và lâu đó mới tới đen, thì đó mới là đạt. Và đây tác phẩm vậy cũng vậy, từ trắng chuyển mờ xám sau đó mới lên đen, thì như vậy các bạn phay vậy mới tốt ha. Còn các bạn nào phay mà còn hai màu vậy, cố gắng sẽ luyện thêm ha. Mình hết nó hơi có độ hơi vê ra chút xíu thì an toàn hơn. Các bạn cứ hết thẳng lên, lỡ nó gặp xương cái các bạn lấy vô nữa thì nó không thể nào nó vê ra được, nên các bạn hết số 2 cho nó an toàn, hết có độ vê ra, lúc đó các bạn phay ra thì nó mới đẹp. Rồi còn toàn lại chúc mừng các bạn nhé. Rồi những bạn nào thi rớt, những bạn nào test đầu thì xuống văn phòng chú Vũ gặp mấy bạn test, ba bạn test đầu xuống văn phòng chú Vũ gặp nhé. Còn toàn bộ xuống văn phòng để chụp hình lại để mình làm bằng và trả thẻ là học viên cho văn phòng nhé. Ok. Đến cao nhất Sài Gòn.